Chào cả nhà. Hôm nay chồng mình mua có được hai lotion nghêu nè cả nhà. Mà nghêu bên đây là nghêu. Ở bên Việt Nam gọi là nghêu cồ hay gì cả nhà. Một con nó to gì nè. Đó. Đây chồng mình mua được 24 con. Mình sẽ làm phân nửa là luộc, còn phân nửa là hấp thái. Rồi, mà cả nhà cùng xem nha. Đó, bên đây cả nhà thấy con nghêu to không? Nó gấp mấy lần con nghêu bên Việt Nam luôn. Mua được 24 con. Này mình cũng chà rửa sạch sẽ là cả nhà. Giờ mình chuẩn bị mình làm thôi. Còn đây là phần quế với rau răm mình sẽ hấp thái. À, chờ mình hái vô rồi. Giờ mình chuẩn bị mình rửa nè. Để mình hấp thái nha cả nhà. Mình thử cái này nó thơm nè cả nhà. Vàng rồi, đây mình chế nước dừa vô. Mình sử dụng nước dừa chai. Dây vậy nấu thái này nè nha cả nhà. Mình bỏ vô đây. Tâm dâm. Tâm dâm của Thái Lan. Của Thái Lan. Đây mình bỏ tâm dâm vô rồi nè cả nhà. Chứ mình bỏ cho tí xíu ớt sa tế vô cho nó cay cay. Để nó sôi xong mình mới bỏ nghêu vô. Nêm gia vị luôn. Nêm gia vị vô nè. Cho vô tí xíu đường, tí xíu bột nêm, có nước mắm không ta? Chắc có chứ. Chưa nó. Nó có mùi lên rồi cả nhà. Nhưng mà thấy cái màu nó đẹp ha. Tâm dâm. Nước mình sôi rồi cả nhà. Mình bỏ nghêu vô. Cái này mình lựa những con nhỏ nhất trong trong đám. Bạn cho nó thấm vô. Con gái mình xuống nó quậy đó. Này mình bỏ 9 con rồi cả nhà. Là cái này hơi bị cay. Để ít thôi, để em luộc nhiều hơn. Để nắp lại ha. Rồi mình để nắp lại cho chín thôi, rồi chút xíu mình bỏ rau vô. Rồi, bây giờ còn bao nhiêu đây con nghêu nè. Rồi mình bỏ vô nồi mình luộc nha cả nhà. Rồi. Chờ nó chín rồi mình ăn thôi nha. Nghêu của mình nó chín rồi nè cả nhà. Vậy mình bỏ rau vô thôi. Tắt bếp chứ. Rồi. Giờ mình chờ cho nó nguội cái nữa mình dọn lên mình ăn thôi. Rồi, bên đây là nồi nghêu, nghêu hấp thái. Còn bên đây là cái nồi. À, nó sôi nè. Wow. Đây là nghêu hấp thái. Còn bên đây là con nghêu luộc. Hai tô. Chào cả nhà. Nghêu hấp thái với nghêu luộc mình đã luộc chín rồi cả nhà. Còn cái này cái chén muối tiêu. Giờ mình chấm vô. Chào cả nhà đi con. Đâu, để mình review con nghêu coi. Đây, mời cả nhà con nghêu nha. Đây, con nghêu này cả nhà. Ý, nhiều. Nghêu này chồng mình mua một lotion 12 con là 5 đồng 99. Nhưng mà cái này á, là đợt này mình mua con nhỏ với lại nó không có mập. Còn năm trước mình mua con bự lắm, gấp đôi như con này luôn á cả nhà. Đợt này cái con này nó ốm, giống như nó ốm á, nó không bằng. Cái đợt này mình mua về nó bị giống như nó bị cát á. Mình ngâm một đêm rồi mà sao nó cũng vẫn còn cả nhà. Cát nó nhiều. Mình ngâm một đêm luôn á. Mình chà vỏ này kia nọ đủ thứ hết luôn.
Mình cả nhà con nghêu nha. Giờ mình chấm với cái này với muối tiêu chanh. Thôi để mình ăn trước, thử đồ ngọt nó làm sao. Ngon quá. Ngọt ngay à. Nhưng nó không có mập giống như năm trước mình ăn. Con nghêu này vẫn còn nhỏ. Ngọt ghê luôn cả nhà. Giờ mình chấm với muối tiêu chanh nha. Ngon quá. Nay chồng mình đi chợ có như này mới mua. Hôm nay mình cũng trông như này dữ lắm. Giờ mình chấm mặn tiếp. Ngon quá. Ngọt ngay luôn cả nhà. Mẹ ăn cái tấm chưa? Có con lá bàn tay rồi nha. Năm rồi mình ăn con nghêu bự hơn con nghêu này. Ăn cái món này công nhận nó ngọt thật, nó ngon ghê. Giờ mình chuyển qua mình ăn cái con nghêu hấp thái nha cả nhà. Thử coi. Thử cái con nghêu hấp thái coi. Nè mình dùng tay nha cả nhà. Ngon quá. Để mình múc miếng nước nữa mình ấy vô đây mình hấp nó mới đã. Đây mà cả nhà con nghêu này nha, mình không có kê xuống được tại mình chế nước vô rồi. Để mình hấp thử cả nhà. Wow, đã quá. Nó ngọt mà nó cay cay. Nó cái vị ngọt của con nghêu ra nữa cả nhà. Đã quá. Trời ơi cái nước này. Nước này ngon ngất ngay luôn. Chế vô mình hấp miếng nữa. Ngon quá. Đã quá. Nó cay cay. Đây, mời cả nhà con nghêu. Ăn ăn thử coi. Cái này nó có gia vị vô, bởi vì ăn cái gì nó khác. Còn bên đây ăn cái ngọt của vị ngọt con nghêu. Còn cái gì cơ? Ớt gì cay gì ngọt của nước dừa này kia hả? Nhưng mà ngon. Món nào cũng ngon hết. Ngon quá. Bỏ vô chung với con nghêu. Nhưng mà nghêu hấp thái phải cay cay vậy nó mới ngon cả nhà. Đây, mời cả nhà. Rồi, bây giờ mình tiếp tục thôi. Cái món nghêu hấp thái cũng ngon mà nó nghêu luộc cũng ngon nữa cả nhà. Ăn cho nó đã. Ăn cho nó đã là nó lên ký cũng cho đã luôn. Có cái tô. Con nghêu này lúc mà mình mua về nó bị cát đồ nhiều lắm đó nha. Cát rồi mình ngâm một đêm luôn. Ý mà hôm qua mình chà sạch sẽ rồi đó nha. Rồi mình chà sạch sẽ mình để một đêm, xong hôm nay mình chà lại nữa. Mình chà lại. Để một đêm rồi giống như cái vỏ nó vẫn còn cát, còn nó ra. Mình phải chà lại thêm một lần nữa. Đây mà cả nhà nha, bỏ rau vô. Mình chế miếng nước vô. Chế miếng nước vô con nghêu. Nước của con nghêu nó ra ngọt ngon ghê luôn á.
lâu lắm rồi mình không có ăn cái món nguyên hấp Thái này nè cả nhà. Giờ ăn lại cảm thấy nó ngon. Giờ mình hấp miếng nước trước nha. Hồi nãy mình lựa những con nghêu nhỏ để mình hấp cái này để cho nó thấm gia vị vô, nhỏ hơn những con này một chút, có 8-10 thôi. Bây giờ mình bỏ nguyên con nghêu này. Độ dai của con nghêu và độ giòn, độ ngọt của con nghêu đó tuyệt vời luôn. Rau thơm mình bỏ vô nữa cả nhà, ăn thơm đúng không? Mình hấp miếng nước nghêu nữa nha. Mình hấp trong vỏ nghêu vậy nó mới ngon cả nhà. Con nghêu này mình bỏ vô họng mình nhai được nha. Còn năm trước cái con nghêu đó mình phải cắt ra làm hai hoặc làm ba, mình nhai một lúc mới nổi, chứ mình bỏ nguyên con vô mình nhai nuốt không nổi á. Mà nghêu cái này mình mua nó hơi bị nhỏ một chút, một lotion là 5.99 đồng. Nó nhỏ cả nhà, nghêu nó nhỏ, nó không có mập. Đúng rồi, khá nó không có mập. Ngon quá. Giờ mình ăn con một con. Mình ăn cái hấp Thái đi. Cái hấp Thái nó có vị cay cay nó ngon. Hai con hấp Thái rồi. Một con hấp Thái nữa. Thái nó ngon. Rau. Bọn mình bỏ rau vô. Cái này ở nhà mình có rau quế với rau răm á. Mình bỏ vô. Cây nhà lá vườn cả nhà ơi, mùa này là ở bên đây thôi, là rau củ quả đâu cần mua đâu, mình chỉ ra vườn hái thôi. Cà chua của mình mang nhóc luôn rồi, nhiều lắm. Cà chua năm nào mình ăn cũng hết á, cái cà chua với bầu năm nào mình ăn cũng hết á. Mình để đông đá, cái mùa đông vô mình lấy mình xài mình ăn. Để đông đá dĩ nhiên thì nó không có tươi bằng này, nó không có ngon bằng, nhưng mà so với bên đây ăn vậy là cũng ok. Mà cái nhà con nói nha, giờ mình hấp nước. Đã quá, mình xin thêm miếng rau nữa mới được. Đi ăn là xin nó quá nè. Đây, mà cả nhà ăn con nha. Mình bỏ vô hết chỗ hỏng luôn. Ngon quá cả nhà. Ngon quá cả nhà ơi. Nãy giờ mình ăn mấy con mình cũng no rồi. Đây, 2, 4, 5 con. 5 con rồi cả nhà. No quá. Giờ cả nhà nhớ đăng ký like, share, subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cả nhà nhớ ủng hộ kênh của mình hoài hoài nha. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng với mình. Bye bye cả nhà.